Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay bọn mình đi leo núi mọi người ạ. Leo cái núi này nhá mọi người. Thì lên chủ yếu lên trên núi để khám phá thôi. Chứ hôm nay mình không có món gì đặc biệt đâu. Chủ yếu là lên núi để chơi rồi khám phá. Đây là cái đường chuẩn bị đi lên núi nhá mọi người. Đây mình lên cái đỉnh đó nhá. Là đường bắt đầu đi lên trên nhá mọi người. Đấy nha mọi người, ở trên này có rất nhiều hoa rất đẹp luôn nha mọi người. Hoa rất là đẹp luôn. Hoa có cái hoa chi tím tím nha mọi người này. Hoa chi này mình không biết hoa chi nhưng mà rất là nhiều luôn mọi người nha. Nhìn rất là đẹp. Không biết ở trên núi còn có cái gì nữa. Hoa mọi người này, cho mọi người xem hoa nha. Rất là đẹp luôn. Bây giờ bọn mình bắt đầu leo lên nha mọi người. Ôi dạ. Bây giờ lên khoảng được 1/4 quả núi đấy nha mọi người. Khoảng mạnh ạ. Chắc chưa được 1/4 không mọi người nhá. Nói chung đứng ở trên này nhìn xuống cũng rất là đẹp rồi. Ôi. Tiếp tục hành trình nha mọi người. Ui trời. Bọn mình lâu rồi không leo núi mọi người, cho nên là mới đi được một đoạn ngắn ngạn mà mệt rồi. Lúc này bọn mình đi giờ thì có cái bạn kia vào và bọn mình là lên đây có má nhiều và bị má bắt. Hình như bạn ấy tưởng bọn mình học sinh ấy. Đấy nha mọi người, thật là đẹp luôn. Đi đi thẳng đấy nào. Đấy khoảng 1/3 quả núi đó nha mọi người. Mình cũng không biết là bao nhiêu. Còn mình đi tiếp đấy. Ui. Ở trên này thì chủ yếu là cây thông nha mọi người. Cây thông rất là nhiều luôn. Chủ yếu là cây thông với lại cây sim mọi người ạ. Có quả thông mọi người nha. Quả thông. Quả thông này thì họ có một số vùng thì họ thường lại cái quả thông này về đột củi nha mọi người. Nó rất là chạy rất là to luôn. Chắc bọn mình cũng cầm một ít để lạn lên trên đỉnh nhá, đột nha mọi người. Mình lạt thêm vài quả thông mọi người ạ. Giờ bọn mình phải léo thẳng núi luôn nha mọi người. Có người lên đây rồi. Ở đây là bọn mình phát hiện là có người đéo đồ ăn lên đây ăn này mọi người. Cầm thìa này. Thìa là gì? Thìa về hộp đồ ăn thôi. Đéo bao ni lông mọi người này mà không mang về này. Đấy người đi cuộc nhựa. À thực tục vui. Đây là cái người mà họ đi lấy nhựa nha mọi người. Bọn mình tưởng là có người nào lên ăn rồi bỏ bao ni lông đấy, nhưng mà thực chất là đấy là họ lại nhựa thống nha mọi người. Nhựa thống này là họ để mang rất nhiều thứ mọi người ạ, để làm quẹt nọn sơn rồi hàn xì nha mọi người. Lại về bạn chúng nhiều mục đích mình chưa biết. Từ từ. Đấy mọi người, quái chuộng rất là đẹp luôn. Đi đường như này. Bọn mình tiếp tục mọi người ạ. Thằng đấy ạ, cái chuộng à? Có đường lên chứ. Bọn mình phải đi đường vòng nha mọi người. Bởi vì là có một chỗ tảng đá nó dốc quá, bọn mình không leo được. Ở đây họ họ lấy nhựa bưng báo mọi người ạ. Bình thường là họ phải có một cái bạn nha mọi người, chắc cũng thấy rồi. Cái bạn rồi họ hựng đấy nha, đấy họ lấy toàn là lấy túi. Đấy là họ cào nhựa thống nha mọi người. Bọn mình léo tiếp nha mọi người, rất là mệt mọi người ạ. Hình như là trời mưa phun mọi người ạ. Bọn mình không đem áo mưa rồi. Chắc là lên cao là lên cao bắt đầu chạy mạt hơn rồi mọi người nha.
Xoài chứ. Rất là nhiều quả lại nhưng mà bọn mình không biết quả chi mọi người ạ. Quả chi. Cho nên cũng không dám ăn đâu. Ở đây có rất nhiều cây lại nha mọi người. Có cái này giống như cây cành luôn. Đấy không biết hàng đồng con gì mọi người này. Hình như là có con ở trong ấy. Thôi bọn mình chơi léo lên đỉnh nha mọi người ạ. Từ đời một đoạn anh khổ đi đi. Đấy nha mọi người, bọn mình nha, chắc cùng gan lên đỉnh thôi. Chuẩn bị lên đỉnh nha mọi người nhá. Bọn mình lên đỉnh rồi, quay một vòng luôn. Cái đỉnh này thì toàn là thống mọi người, toàn là cái lạ thống nó rợt. Lạ thống rợt rất là nhiều mọi người nhá. Mùa hè nó rất là dễ cháy, nhiều đôi thống là mùa hè chạy khô hết luôn mọi người ạ. Mà chắc mọi người cũng thấy thôi. Vì là cái lạ nó rợt rộng như rơm nha mọi người. Rất là dễ chạy luôn. Bọn mình chuẩn bị lên đỉnh nha mọi người. Đi. Tầm khoảng 50 mét nữa nha mọi người là lên đỉnh nhá. Bây giờ lên đây là đỉnh nữa nha mọi người. Như cái sườn bên này không có cấy đâu. Mình rất là mệt mọi người ạ. Ủa, lên đỉnh mọi người. Đỉnh thế này là đỉnh nha mọi người, có cái cột này nhá. Bây giờ mình leo lên đây tiệm nha mọi người. Đấy vậy không? Núi đấy nó toàn là đạ mọi người ạ. Đấy nha mọi người, bọn mình lên đỉnh nữa nhá. Ở dưới hôm nay trời sương mù không thấy gì dễ luôn mọi người ạ. Toàn là mù luôn. Đấy thì họ khai thác đá mọi người nhá. Đào rồi mình đi dưới thì không thấy mưa phun nhưng mà lên trên này nó mưa phun mọi người ạ. Với lại rất hơi lạnh nha mọi người. Trời này là cái ruộng mọi người này nhưng mà gió trời nó mù quá nha mọi người. Mù quá giờ không thấy cái ruộng chơi luôn. Giờ bọn mình đi sang núi khác nha mọi người. Sang cái núi đấy nhá. Hình như là đấy là cái đỉnh cao nhất rồi. Đấy là cao nhất của cái đồi này rồi. Bây giờ mưa phun rất là to mọi người ạ. Mưa phun rất là nặng hạt luôn. Như bây giờ mù mịt hết luôn mọi người ạ.
Mình như quên đâu mù ướt tóc luôn. Đấy nha mọi người. Cái sạng bọn mình thấy nặng nhưng mà bây giờ đến trên đỉnh nó mưa mọi người ạ, bơ phun. Mưa mù luôn nha mọi người thấy nha. Đây là đỉnh của ngọn núi lúc này mình chỉ nha mọi người. Thực ra thì còn một cái đỉnh bên kia cao hơn nè mọi người nha. Đỉnh mọi người thấy nha. Bây giờ mưa phun rất là to nha mọi người ạ. Bây giờ mọi người bây giờ tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh Olympia. Đến đây chỗ rất là to mọi người ạ. Ướt hết mấy quái rồi mọi người ạ. Bọn mình gặp một cái quả chín đó mọi người ạ. Bọn mình không phải người đi rừng thường xuyên cho nên không biết quả này có ăn được hay không, nên cũng không dám ăn nha mọi người. Bọn mình đi tiếp đấy. Có đường lên không? Bình tĩnh. Đói ạ. Đấy nha mọi người. Mô đói mô. Có người đưa đòi lên đây ăn cơm luôn mọi người. Đưa bạn với đũa lên ăn cơm luôn. Đỉnh cao ấy. Đây là đỉnh nha mọi người, đỉnh núi nha. Sương rất là cháy đặc luôn. Sập luôn. Có cái đoạn này nó miệng này nó giống như bị sạt lở đất đó mọi người. Nhìn nó nẻ rất là gợm mọi người ạ. Rất là sợ luôn bọn mình. Đấy nha mọi người, nó chè xuống nó, nếu mà mưa to quá là nó sẽ bị ổ chuộng nha. Bọn mình tính đi ra ngoài này nhưng mà đi ra cái tảng đá này chơi, nhưng mà đấy nó sạt lở nhìn rất là sợ mọi người ạ. Nó nẻ rồi mưa to thì nó sẽ bổ xuống ấy. Bọn mình chắc là nó ra đây đâu. Đến nay nghe nhạc ái bật luôn nha mọi người ạ. Nghe được nhạc luôn. Cô leo lên cái cầu cáo kia. Hay. Bọn mình giờ lên chỗ cáo hơn 1 tỷ nha mọi người. Cũng cao hơn lắm đâu, nhưng mà cũng cứ một mình đi léo thì léo cho hết nụi luôn nha. Chỗ này hơi khó mọi người ạ. Không biết lên đằng nào được. Có lấy được không? Có sạt lở đó. Thằng bạn mình lên trước nhá. Bây giờ mình lên nha mọi người. Chỗ này hơi nguy hiểm. Ở đấy nhìn chuộng rất là đẹp nha mọi người. Rất là tuyệt vời luôn. Núi đá rồi sương, cây. Bây giờ lên đây là mù mịt luôn mọi người ạ, không thấy gì ở dưới lắm đâu. Chỉ ở trong cái thung lũng là nó ít sương rồi dễ thấy hơn thôi. Chứ mà nhìn ra ngoài đường rồi nhà là mù như thế này mọi người này. Không thấy gì cả. Bây giờ léo chuộng mọi người ạ. Lưu răng. À rồi. Chuộng nhìn rất là nguy hiểm mọi người ạ. Mà có cục đá này nhìn trưng riêng ấy. Nóng cái tao. Tao này được hại cái quay này chứ đó. Bọn mình đi quay mà
sờ hết bố nhựa các bạn nhé. Đi quay vlog cho các bạn mà sờ hết bố nhựa. Bây giờ bọn mình xuống núi nha mọi người, xuống núi để đi lại một cái chỗ khác chứ bọn mình chưa về đâu. Hả? Bây giờ cũng đờ mưa hơn nè mọi người ạ. Lúc này mưa to lắm, mưa phun to lắm. Bây giờ bọn mình xuống nửa cổ đôi rồi mọi người ạ. Tóc ướt hết rồi. Mình cũng đều mù với này. Tóc ít nhưng vẫn ướt. Tóc cỏ ướt. Bây giờ xuống bọn mình xuống. Khi này bọn mình lên ở trên đỉnh á, thấy có cái địa điểm rất là đẹp. Bây giờ xuống xem mọi người ạ. Xuống dậy tới xem thế nào. Đi núi gì còn lại chụp ảnh đẹp này, cái này chụp ảnh đẹp này, cái view rất đẹp chứ mọi người. Nhìn nó nguy hiểm mọi người ạ, nhìn nó kiểu nó gắn sập chuộng ấy. Đấy gọi nhiều tầng đại nhưng rất là muộn sập mọi người ạ. Đấy mọi người nhá. Ở đâu rồi cái tảng? Cái tảng lúc này bọn mình nói nó bị lờ đấy nha mọi người. Cái tảng này nhìn rất là, nó rất là muộn đổ xuống như này này. Hả? Thống, thống. Ở đây thì chủ yếu là thống đấy nha mọi người. Rừng thống mà rừng núi núi đạ này toàn là thống đó nha mọi người. Đây là toàn là đạ lớn xuống này. Bây giờ đi xuống chuyện này là cỏ như là cỏ đào vối mọi người này, nó màu trắng rất là đẹp luôn, toàn là đạ luôn nha mọi người. Không tao nghĩ họ nổ min lấy đạ gì chứ bé nợ thì họ xài phép đạ rồi nó sống cái nghĩ sống min lấy đá. Ở đấy họ nổ đá ở đấy họ nổ min để lấy đạ nha mọi người. Bọn mình vừa nghe một cái đùng tưởng là cái gì, nghĩ lại là đó là họ nổ như thế nha mọi người, bỏ min trong lên nổ nó đạn nó sập xuống ấy, rồi lấy đạn về cho mọi người. Nó dễ khai thác hơn là lấy mảy múc nhá, mảy thì không múc được đâu, thì họ phải bỏ thuốc nổ rồi cho nó nổ lên đạn nó trôi xuống nhá. Bây giờ lại mưa rồi mọi người ạ. Mưa tiếp rồi. Đấy nha mọi người, đấy là bọn mình đi chuộng cái chỗ là toàn đạ nhá. Đạ gì ấy, đạ gì mà bậc bạc ấy. Mà bậc bạc nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ bọn mình thử đi lên xem thế nào. Hình như mình nghĩ là nó đạ vối mọi người ạ. Đạ vối hay là đạ gì mà nó bạc bạc ấy. Ở đây họ viện cái gì đấy trên đây. Đấy không biết họ viện cái gì đấy nhá mọi người. Nhưng mà tạm hạn bá gì ấy. Kế cục đá nhá mọi người, nhìn rất là đẹp luôn. Chỉ đó từ bình tĩnh. Đấy. Đeo lên đại nhá mọi người. Đây. Đây toàn là nụi đạ luôn mọi người ạ, cũng là nụi đạ luôn. Cũng có mấy cái hồ nha mọi người, có mấy cái hồ không biết có cá không biết. Bọn mình không biết cái hồ này có cá không, có cá không chính ạ. Đấy. Đấy.
cục đá rất là đẹp lắm nha mọi người. Chắc bọn mình sẽ đi thử sáng treo lên mấy cái cục đá này nhá. Đấy có cái hồ mọi người ạ. Bọn mình chắc là phải rửa chân tay tí cho nó mát. Ở đây có cục đá này, cục đá đẹp lắm đựng đây này. Đấy có cục đá chi hồ nha mọi người. Mình thử đi ra đây đựng nhá. Cục đá rất là đẹp luôn. Nó nằm ở dưới hồ ấy. Cục đá đứng màu. Rất là khổ ra mọi người ạ. Mình đừng ra được hay. Hồi vô không vô được. Chắc là mình không qua được cái cục đá này nha mọi người nhé. Bởi vì mình lúc tọt thì tọt quá được, nhưng mà khi vào thì ở đây tọt vào rất là khó. Chắc là mình lại đầu thấp này rửa thôi. Ui. Đấy, rất là nhiều view rất đẹp nha mọi người ạ. Nói chung thì chủ yếu là đá thôi, nhưng mà bọn mình kiểu đến đây thì có nhiều cái view lá ấy, cây lá rồi thì mình nhìn rất là đẹp luôn. Đá mọi người này, cục đá này cực kỳ to luôn. Ai mà làm món thịt bò nậu mà kiểu hò hái nậu lên đá nha mọi người. Mình thử lại cái cục này bỏ lên đầu xem cái nào nó chín. Bỏ thịt bò đến xong rồi đột lửa rưỡi nhá, nhưng mà cục đâu cục này thịt bò chắc là không biết khi nào mới chín. Toàn đá mọi người. Để xem mình có xem có cái gì đây nữa không. Thục nổ cái này, thùng thục nổ rồi. Cái này là cái vỏ của thùng thục nổ nha mọi người. Vỏ cái thục nổ mà lúc này mình nói để họ bỏ vào cái nụi á, bỏ vào cái nụi này nha mọi người. Rồi kích nổ cho nó đã, để họ lấy đã nhá, cho đã rượt xuống lấy đã. Cái vạn này họ bỏ để nổ mọi người nhá, bỏ thục nổ trắng ấy. Đấy họ nổ rồi thì vạn nó bay ra đây mọi người. Đấy. Còn mình đi tiếp nhá. Đi tiếp xem có cái gì mới không? Cái gì là nữa không? Lên đây rồi kiểu không muốn về nữa mọi người ạ, rất là thích lắm. Rất là mình kiểu ở dưới đường ấy, ở dưới đường thì rất ồn ào, nhưng mà lên đây thì yên tĩnh, rất là yên tĩnh luôn. Thế cứ muộn ở đây mài, không muốn về nữa. Nụi đấy, nhưng mà cái nụi này là họ bỏ thuốc nổ vào là nó như thế này nha mọi người. Nó nổi, nó bị trôi xuống ấy. Trôi xuống thì họ lệ một ít rồi. Thank you.
giờ bọn mình lạnh mọi người ạ, lên trên cao thì lạnh, thì giờ độn củi sưởi. Sưởi khoảng tầm 10 15 phút thì bọn mình chuộng nha mọi người, chuộng để về nhá. Bây giờ sưởi tị cho ẩm mọi người ạ. Trên này vừa mưa vừa lạnh mọi người ạ. Phải tiêm củi để độn ở đấy nhá. Bọn mình đang chuẩn bị đi về mọi người, thì gặp một cái hồ nước rất là sánh luôn, để cho mọi người xem nha. Ừ, cực kỳ sánh đẹp luôn. Đấy nha mọi người, hồ nước nhìn rất xanh, cực kỳ sạch luôn nha. Nhìn rất là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Thằng đồ này dập mẹ đồ thôi đấy. Được chưa, để rửa chân mà. Rồi rửa chân đi. Sạch luôn nha mọi người, nhìn thấy đậy luôn. Chắc đây là cũng là nước mưa đấy, nước mưa nó mưa chuỗi mọi người. Thấy nước mưa thì mặn luôn mọi người ạ. Không có con chi này. Đây con cá con bắt này. Thử cái trống mọi người. Chào mọi người nhé, bây giờ bọn mình chuộng giờ chăn nụi rồi mọi người ạ. Bây giờ chuộng đường khác thì giờ thì bọn mình về nhà thôi. Thì mình cũng quay được những gì mình quay rồi mọi người ạ. Thì có cái gì thì mình cũng đã quay hết rồi. Mọi người nếu có thấy hay thì vô đăng ký kênh cho mình nha. Đăng ký kênh rồi like nha. Hôm sau mình sẽ đi nhiều ngọn núi khác nữa rồi quay cho mọi người xem nhé. Chào tất cả mọi người nhé.